xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại Khánh Hoàng đang ở nhà trọ của chị đẹp. Hoàng đi ngang ghé thăm chị đẹp. Bên trong có thể chị đẹp đang chỉnh chu là cái xe đạp đi. Mấy bữa nay khỏe không chị? Có đi bán gì không? Ngày mai số đó. Hôm qua bán hết hay sao rồi? Không thấy đi bán bữa nay. Dạ. Bữa nay em thấy có con chó nhỏ nó hay vậy? Mới mua hay gì? Dạ có, ốc lên. Ốc lên bữa nay sạch sẽ hơn nè. Cái này bán được nhiêu tờ chị? 20 tờ. Rồi nó cho đi quét trộn cái nè. Dạ. Ây da. Dạ dạ, đưa là chị để đi. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Nó rồi, cho nhỏ rồi. Chị qua cái bạn đó, bạn mua thuốc cho uống đây nè. Ờ, chị bệnh hả? Ừ. Bệnh gì hả? Bệnh sơ sài nữa hả? Quá trời giờ nha. Hồn kim màu đen hả? Nó tên gì? Tên Lút hả? Lút thôi là Lút. Để có nơi có chỗ tôi Lút mà nó xé nè. Giấy số thì nó xé hồng lên nó. Tập đó nó quen cái gì? Mấy bữa nay chị có đi lượm lai chai không? Có, mới đi lượm mới về. Đây này có chiếc, xe đạp này mày ha, dễ chạy ha. Rồi ngày chị nấu cơm xong rồi mới đi hay là về mới nấu cơm ăn? À, mua cơm ngoài ăn á. Ừ. Cho nó gọn ha. Ừ. Chạy chút nha. Dạ. Để ngoài thì nó quậy ha. Người lạ. Người lạ lại nó rút vào trong đó kìa. Sợ. Con bé kia nó ị trong đó rồi, chị phải dọn dẹp vậy nè. Chị đi bán, chị để nhà với ốc len luôn hay là chở hai đứa đi luôn? Bữa nay có ốc len đây à, bả cho có đây chút luôn, ông ở đây. Tạt nước chi rửa. Nó còn nhỏ quá chưa có huấn luyện được phải không? Rồi còn ốc len nó đi ở ngoài hay đi trong nhà? Nó đi ngoài, ốc len á. À nó đi có 1 buổi à. Ốc len á, còn mình tạt vô sạch sẽ ha. Có đường rút nước không? Có cái này. Kéo cái mùng lên, kéo cái mùng lên. Ướt cái mùng. Cái nhà này cũng mới xác, chưa có ai ở. Này nó còn dơ. Này như dọn nhà luôn á. Đây là dọn nhà sạch sẽ luôn. Quét dưới nền. Là tao bán nhiều hay là sao? Tao bán nhiều lắm, tao bán nguyên một cái đội luôn á. Vậy đó hả? Ừ.
mấy giờ này chị không để mà nắng nó bị héo cái gì nè chị đẹp. Mấy cái bông mình nè. Không có héo đâu, nó vậy đó. Thì dạ, sao thấy nó rụ xuống chân rồi. Có đâu, nó vậy. Đây mình để mà nắng cái này nè, cho nó nắng. Không. Tưới nước luôn. Thì vô gạo kìa. Giữa nền nhà một sợi bông luôn. Dạ được rồi, ngồi đây được. À sắc sáng là mình đi bán xong rồi giấc trưa mình cũng đi lụm lá chai hả? Ừ. Cái này là ok rồi ha. Hốc len nó đi chơi vòng vòng à. Đấy, ghế vô ngồi, ghế kìa. Được rồi. Cô hôm nay đồ đạc về qua đây hết, gọn gàng ha. Ừ. Cô dép nhóc chưa luôn. Trong đây thấy chị đẹp trắng trẻo hơn rồi đó. Ừ. Mới uống tóc hả? Ai cho tôi tiền mấy số vậy? Cho thêm tiền lấy số hả? Họ có người tài trợ cho chị mà. Thì người ta tài trợ nên hết trong ngày rồi đó. Dạ. Em có, em cho thêm, em đâu có đâu. Cho thêm mấy số. Người kêu với anh đó nói xin thêm, bán được thì xin thêm anh. Cái gì? Ồ, bệnh là gì, uống thuốc rồi, thấy cái bọc thuốc luôn. Ừ. Ồ, mới mua kiềm cắm tay luôn hả? Ừ. Hay ta? Sao mua cho. Ướt cái gà? Chưa mà, chưa tới mà. Phải rửa. Ừ. Rửa là phải phơi nha, không phơi nó xét nha. Ừ. Nó chỉ để đồ đạc trong đó rất là ngăn nắp luôn. Cái con cá này cá gì vậy chị? Cá rô. Muối hả? Ừ. Ồ. Vậy là từ bữa bán vé số giờ chị đâu nấu cơm nhà ăn hả? Cơm tiện không ha? Ừ. Thấy cái nồi cơm bật vào vậy? Có cơm đó không? Có loại hai. Cháy đèn. Nè. Đâu? Cá, ủa bò, gì? Món gì ngon hả? Thầy. Món gì vậy? Thầy. Nấu mà không biết luôn? Ừ. Có đồ cơm nữa kìa, đầy đủ hết. Yeah. Cơm hay gì? Ừ, cơm ăn này để đó, để dành. Dành cho offline là nó ăn.
sạch rác nữa. Wow, ăn món ngon ta. Tôm cháy hả? Thấy muỗng cứng với em. Đây là một ngày đi bán về của chị đẹp nè, của chú anh chị. Chị mua cơm ở tiệm ăn luôn. Ngọt thì chắc 20 ngàn quá chị đẹp. Rất là gọn luôn. Ai mà la ai gửi cho ta lao cháo nữa. Làm cái trọng dây qua nó phơi đồ mới được thôi. Được mà. Đâu dây chỗ nào đâu? Đây này. Được. Đây đâu có chỗ ai ở đâu, mình căng xéo qua đây nè, phơi đồ. Cần xéo ở đây. Đây đây. Thôi có cầm dây chỉ nữa. Mệt hả? Chính mặt đồ này nè. Đồ đó ai cho mình vậy? Lộn quá. Rớt. Nó mặc ở nhà cho anh đi bán sao mặc được. Đồ ôi, đồ của đàn ông mà. Buôn đàn ông mà. Thì giờ mình hết có con trai nè, mặc đồ con trai. Mình đi bán. Có áo nè. Áo con trai luôn, đồ con trai không à? Đó. Mặc luôn. Mặc luôn hả? Không ngại sao? Làm gì ngại? Đồ con trai mà ngại vậy? Chị nữ mà. Nữ chứ mà đồ con trai bình thường. Người ta nói đồ con trai rồi. Thì là mặc đồ con trai cho mới hợp hả? Chẳng buồn hết. Mai lại. Có khăn luôn đó nè. Nó giặt lại mới mặc được hả chị? Có giặt, mặc, lại hả? Giặt lại. Nhiều thứ nó lâu rồi đó, nó không sạch đó. Không đâu, này ta giặt sẵn rồi. Mình chuyển. Nó dơ là nó hôi rồi. Này ta giặt sẵn rồi. Mình chỉ mình giặt lại bằng nó đi. Thôi. Khỏi hả? Đúng sao, mặc vậy đi. Đó. Chơi luôn. Chơi luôn. Xong rồi đi. Cho đi. Thôi. Chưa có ai đâu. Chút nữa thấy ba đó. Mình bảo ai chữ lộn hoài. Ai biết ai chữ. Ai chữ cho ta đây. Chú ngồi chỗ. Tám chiều tắm mặc đồ đó đi bán giấy số. Mấy giờ? Mấy giờ chị lấy giấy số? Mấy đồ này dạ chiều đấy. Mấy đồ này đi đám hay gì? Đâu có. Mấy đồ đó xếp vô lại.
cắt vô lại không mày, mặc mấy này nè là được rồi. Hết tóc này thì phải mặc đồ này. Chị thích hết tóc kiểu gì hả? Ừ. Mát hay sao? Không phải, ngủ cái gì sáng là thấy tóc nó vậy. Ngày bữa nó ra dài chứ gì đâu. Ừ. Mấy bộ đồ nãy giãn hết trơn rồi. Giãn hả? Ừ, để tao mặc đồ đó xíu thôi. Hai cử uống còn cử, chiều uống cử nữa. Bị cảm hay là sao? Bị nhức cái đầu á. Nhức cái đầu hả? Ừ, mấy cái thẹo á. Mấy cái thẹo trên đầu. Thẹo cũ hả? Ừ. Nè. Ờ, nốt chân thẹo. Rồi bà không có hợp thuốc mà. Thuốc bổ não nó chỉ còn giữ không? Không, bỏ rồi, bị ta lấy hết rồi. Thuốc bổ não bị ta lấy hết rồi. Thì đổ ăn gì vậy? Chứ chưa mới ăn cơm hả? Ừ. Đổ ăn gì để cho nó còn giòn, để nó cứng ngắt à. Ô, để nó mềm tài, ô quên nó cứng ngắt. Để ăn gì hồi nó mềm á? Không có đâu, nó cứng á. Cứng hả? Ừ. Để ăn sớm sớm nó ngon chứ ăn trễ nó không ngon hả chị? Biết không? Nó sẽ mềm á, hết giòn. Chú rửa mấy cái bếp. Rửa nhớ phơi nha, để cho mấy khét á, nó xét á. Ừ. Hai bếp ga. Mấy con chó nó ỉa đó, làm cho con này leo đó nó ỉa nó rồi. Ừ. Mày ỉa lên đó hả? Ừ. Hồi bữa bán vé số xa không chị? Dập dòng ở đây nè. Vậy đó. Ừ. Cũng đỡ ha, nó loại xa ha. Đây chân thành phố đông người mà. Ừ. Dễ bán. Người có tiền ngang không cho thôi. Thì là cầm cái đờn đi ra ngoài là đờn hả? Ờ. Tuần tưng hả? Chưa. Mới làm tay không chân nè. Đâu? À, làm cái tay chân rồi nè. Ừ, tự làm luôn ha. Ừ, cắt bấy máy thật. Rồi, mình bán cái số mà mình kỹ kỹ một chút. Cắt nữa hả? Ừ. Thấy đường cắt không? Gọi điện nha. Thấy. Rồi là ngón trò này có hai móng rồi nè. Nè, ra móng con rồi nè. Giờ có hai móng được đó. Móng dài với móng con. Nè. Nè. Móng này đúng rồi. Cái bàn chân gần đâu có hai móng đâu phải không? Không có. Ừ, bàn chân chỉ có hai móng được. Móng này nè. Móng còn cái bên đó ha. Ừ nè. Còn lần nó ra móng luôn á. Cắt chiếc nó làm gì nè, nè, nó vẫn còn hai móng nè. Nè. Bên em có luôn hả? Bên nào cũng có chân là hai móng cơ mà. Có chanh mình chả cho nó nè. Hết đen. Cái móng của nó nè. Lấy chanh chả gì đẹp. Nè. Ừ. Móng ấy, móng con nè. Có tao hai móng rồi á. Đúng rồi. Lấy đường sao cắt. Thôi. Cái hồ sao làm được? Dạ. Đây là móng giò luôn rồi chú anh chị. Vừa thôi, tao. Đó. Chắc phía sau quá.
nó dằn ra. Móng chân trâu á. Rồi, cắt xác qua đầu á. Thôi gắn móng chân đi em về à. Khỏe nghe. Thì Khánh Hoàng cũng xin chào tất cả quý cô bác anh chị luôn ạ. Và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.